Hey. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái series Quý Cover Lock nữa các bạn. Hôm gà có khá là nhiều bạn đã kêu mình gọi là anh Quý ơi, hãy làm một cái clip hướng dẫn lái cái xe số tự động của nó như thế nào. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip theo như cái yêu cầu của các bạn, đó là hướng dẫn lái xe cái hộp số tự động. Đó, thì mình theo mình thì lái số tự động này nó rất là dễ. Đối với các bạn nào đã biết lái số sàn rồi thì nó sẽ lái như thế nào, thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm trong cái clip ngày hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là đưa ra những cái gọi là kinh nghiệm của mình lái cái xe này cho các bạn. Ok, thì bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nào. Thì trước khi lái xe thì chúng ta phải thắt dây an toàn vừa trước các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đề máy lên nha. Đó, trước khi chạy thì chúng ta phải đề máy. Hiện tại đa số xe bây giờ là mình thấy là đều là đề máy điện hết các bạn. Đó, đều là đề máy điện hết. Ok, cái phần đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là những cái chân đạp của cái chiếc xe số tự động. Thì các bạn biết xe số sàn này nó có 3 chân đúng không? Nhưng mà riêng số tự động thì nó sẽ bỏ cái chân côn đi và nó chỉ còn một cái chân ga ở đây và một cái chân thắng thôi. Đó, tổng cộng là 2 chân. Và các bạn lưu ý giúp mình, 2 chân đạp này các bạn chỉ sử dụng bằng chân phải thôi. Đó, như mình như thế này. Chỉ sử dụng chân phải thôi. Còn chân trái như thế nào? Chân trái thì các bạn chỉ để một bên, không sử dụng. Tức là các bạn không được sử dụng chân trái vào hai cái chân này. Có nhiều bạn đạp như thế này nè các bạn. Như vậy là rất là nguy hiểm nha. Theo mình là các bạn không được đạp như vậy luôn. Các bạn chỉ để chân phải chúng ta hoạt động hai chân chân này thôi. Tức là sử dụng độc lập. Một là bàn đạp thắng, hai là bàn đạp ga. Như thế này. Đó, rất an toàn và nói chung nó cũng rất là hiệu quả. Nhà thiết kế người ta đã thiết kế như vậy rồi các bạn. Tại sao người ta thiết kế lệch qua bên phải nó cũng như vậy. Tiếp theo đó là cái phần cần số các bạn. Thì cái cần số số tự động nó rất là đơn giản. Các bạn biết trên này nó sẽ có tổng cộng là 5 cái ký tự. Các bạn thấy đầu tiên là cái ký tự B. B là cái gì? Tức là đây là cái số đổ. Số đổ tức là khi mà mình dừng xe một chỗ nào đó, các bạn về B thì bốn cái bánh xe chúng ta sẽ được khóa lại. Đó, tức là gọi là cái số đậu xe đấy, hoặc cái số đổ ấy. Đó, là cái số B. Cái số thứ hai là cái số G. Cái số G là số gì? Số G là tức là số ye yeah đó các bạn. Đó, số này mình nghĩ ai cũng biết rồi. Số ye yeah. Và số N tức là cái số no. Số này thì xe nào cũng phải có. Và cái số D này rất là đặc biệt. Đây là cái số chạy tới. Nếu mà các bạn suy nghĩ đơn giản thì các bạn biết là xe tự động là một là chạy tới, hai là chạy lui thôi. Kiểu vậy, có hai số là các bạn gạt số nào là chạy xe theo như vậy. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và thêm một cái số M nữa. Số M này theo mình gọi đó là cái số tai. Cái số tay là cái số như thế nào thì một tí mình sẽ nói riêng cho các bạn biết. Ok, thì giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau khởi hành chiếc xe. Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ phải hạ cái thắng tay. Thường những cái chiếc xe thường thì các bạn phải hạ cái thắng tay bằng cái cây đúng không? Cây gạt như thế này đúng không? Nhưng xe mình nó được có một cái hay đó là thắng tay điện tử. Mình chỉ cần đạp thắng, bấm vào một cái nó sẽ hạ thắng tay. Đó. Và bây giờ cái công việc chúng ta vào số thì để vào bất kỳ số nào trước khi cái hành các bạn cũng phải đạp thắng. Đạp hết thắng luôn. Đó, sau đó các bạn về D. Đấy, về D tức là số chạy tới. Đó, sau khi về D thì bắt đầu chúng ta sẽ nhả thắng từ từ, giống như mà chiếc xe số sàn mà các bạn nhả côn vậy đấy. Ok, nhả thắng từ từ. Đó, thì xe bắt đầu di chuyển. Cái này là mình đã nhả thắng rồi mà mình chưa điểm ga nha các bạn. Như vậy xe nó vẫn di chuyển với cái tốc độ đâu đó là nói chung rất là ít. Nó khoảng là 4-5 km/h vậy đấy. Và cái dòng tua máy nó lên khoảng gần 1000. Đó, thì bây giờ để xe di chuyển nhanh hơn thì các bạn phải điểm ga vào. Điểm ga vào như thế này. Đấy, điểm từ từ vào nha các bạn. Các bạn phải tập cho mình một cái thói quen đó là điểm ga từ tốn nhất có thể. Là như thế nào? Là các bạn phải điểm ga đều và nhẹ nhàng, đều nha. Đó, đều vô và từ từ bắt đầu đập nặng hơn thì xe nó bắt đầu sẽ chạy nhanh hơn cho các bạn. Đó. Các bạn thấy đơn giản chưa? Khởi hành chúng ta sẽ rất là đơn giản. Khi mà chúng ta chạy số tự động như thế này, nó sẽ mang lại chúng ta thêm một cái cảm giác đó là rất là thoải mái. Và chúng ta có thể là tập trung lái hơn. Đó, số sàn ấy thì các bạn phải gọi là chuẩn bị lên số 1, số 2, số 3, số 4 các kiểu đúng không? Nhưng riêng số tự động thì rất là dễ. Các bạn chỉ cần vào số D và đạp ga thì nó bắt đầu di chuyển thôi. Đó, chúng ta tập trung lái hơn được rồi đấy.
theo mình thì đây là chắc cũng là một trong những cái thế mạnh mà dành cho các chị em phụ nữ các bạn. Đấy, những người phụ nữ các bạn biết, thường mà để mà lái được một chiếc xe hơi thì người ta đã sợ rồi, nói chi là lái số sàn đó. Thì mà để mà lên xe một chiếc xe số tự động như thế này thì mình nghĩ rất là dễ, và chắc hôm nào chắc mình phải rủ vợ mình để gọi là quay clip cho các bạn xem. Chịu lái không? Chịu. Đấy, mình nghĩ chắc hôm nào chắc có gọi là Thảo Car Vlog nữa, chẳng phải là Quý Car Vlog nữa đâu các bạn. Ok, thì đó là sơ qua mình hướng dẫn các bạn, đó là sẽ chạy cái số D đó. Thì còn cái số M nó là cái như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ đây. Ok, như vậy là xe mình bắt đầu dừng lại rồi. Hiện tại xe mình đang là số B rồi đó các bạn. Thì bây giờ để gặt về số M thì các bạn phải nhớ đạp hết chân thắng lại. Bây giờ mình sẽ vào số M cho các bạn xem. Đây là gặt hết xuống số D rồi đúng không? Tiếp theo các bạn phải gặt qua bên trái để qua số M như thế này. Đó. Thì xe mình các bạn thấy thì nó sẽ có hai cái biểu tượng, đó là dấu cộng và dấu trừ. Dấu cộng tức là tăng số lên, và số trừ tức là giảm số xuống. Đó. Thì cái số này nó cũng tương tự như là cái số sàn các bạn chạy vậy đấy. Nhưng mà các bạn không cần đạp côn thôi. Bây giờ hiện tại mình đang vào số M rồi, và xe mình đang dừng, tức là đang là ở M1. Và bây giờ mình sẽ vẫn là khởi hành y như số D. Mình sẽ buông chân thắng ra và xe bắt đầu chạy. Đó. Thì hiện tại các bạn thấy thì xe mình đang là ở M1. Và bây giờ khi các bạn đạp thì cái tua máy nó sẽ bắt đầu lên y như là số sàn các bạn đang vào số 1 vậy đấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gạt xuống để vào số 2. Ok. Đó, các bạn gạt xuống mà không cần đạp chân côn luôn. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ gạt xuống số 3. Đó, bây giờ là M3 vậy đó các bạn thấy không? Đó. Bây giờ xe mình thì tổng cộng có 6 số. Bây giờ mình sẽ gạt từng số cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ gạt số 4 nè. Đấy, và đây là M4 các bạn. Và tiếp theo là M5 cho các bạn xem. Hình như là với cái tốc độ này mình xuống M5 không được hay sao ấy. Ok, thì đó là sơ qua mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái số M thôi. Bây giờ mình sẽ trả số một cái nữa cho các bạn xem. Mình sẽ trả số về số M3 bằng cách là gặt lên là số dấu trừ. Đó, và đó là nó về M3 rồi đó các bạn. Khá là đơn giản. Cái số M này mình thấy nó có rất là nhiều cái công dụng các bạn. Đặc biệt là dành cho những cái bác tài mà đi đường đèo, nhất là khi các bạn đổ đèo ấy. Các bạn biết khi xe mình đổ đèo ấy thì là nó sẽ có cái chớn đúng không? Đó, thì đa số là các bác tài chúng ta sẽ thường sẽ đạp thắng. Như vậy thì mình nghĩ nó với cái đèo mà nó dài thì các bạn chắc mình nghĩ sẽ rất là mỏi chân. Nên là cái số M nó rất là hay, là khi các bạn vào số M1 ấy thì xe cái tốc độ nó sẽ hãm lên một tí. Nó sẽ hạn chế cho chúng ta có thể là hạn chế đạp phanh, và nó sẽ chúng ta xe chúng ta nó sẽ an toàn hơn. Và cái thứ hai mình thấy nó sẽ đổi cái phong cách lái cho những cái bạn nào mà thường lái cái số D, thì cái khi các bạn mà lái số M này nó sẽ đổi cái phong cách lái, và thứ hai là nó sẽ thú vị hơn, và nó kiểu nhìn nó thể thao hơn các bạn. Đó là nó như vậy. Thì đó là những cái phần mà mình đã hướng dẫn các bạn khởi hành như thế nào và sử dụng cái hộp số như thế nào. Đó, thì không biết các bạn nào đã nắm rõ chưa, và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm thử một số cái tình huống, đặc biệt là chúng ta sẽ thử dừng ngay dốc cầu. Đó, có nhiều bạn chạy xe số sàn nghe nói mà tới mà khi dừng ngang dốc là các bạn rất là sợ đúng không? Nhưng mà khi xe số tự động thì nó như thế nào đây? Bây giờ mình sẽ tìm thử một cái dốc cầu nào đó mình dừng cho các bạn xem. Ok. Ok, thì trước mặt mình sẽ có một cái dốc cầu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lên giữa dốc cầu và mình sẽ dừng lại, đạp thắng dừng lại, và mình sẽ xử lý cho các bạn xem. Đây, phía trước chúng ta là một cái dốc cầu đây. Ok. Dốc này nó thì nói chung thì nó cũng không có tương đối dốc lắm, nhưng mà cũng được. Ok, xe mình đang ở giữa dốc rồi đó, và mình đang đạp thắng nè. Những cái xe số sàn thì rất là nhiều thao tác mà để lên được cái dốc cầu như thế này. Nhưng với xe của mình, xe số tự động thì nó rất là dễ. Khi mà mình buông cái thắng ra thì xe nó vẫn có chớn đi lên, và các bạn chỉ việc điểm ga nữa thôi. Rất là đơn giản. Đây, bắt đầu mình đang đạp thắng đúng không? Buông thắng, đạp ga lên. Đơn giản không? Rất là đơn giản. Chúng ta không có xử lý phức tạp như là cái thằng xe số sàn này nọ, như là kiểu là điểm ga lên rồi chuẩn bị kéo thắng tay rồi hạ thắng tay đúng các kiểu. Đó, như vậy là nó rất là phức tạp. Nhưng mà đối với chiếc xe của mình thì nó rất là đơn giản. Qua dốc cầu nói chung là phải nói là rất là nhẹ lòng. Đấy, không còn run sợ gì nữa các bạn.
Thì đó là sơ qua những cái hướng dẫn của mình rồi. Bây giờ mình sẽ còn một cái hướng dẫn cuối cùng cho các bạn, đó là hướng dẫn dừng xe lại. Nhiều khi mấy ông chạy xe rồi bây giờ mấy ông không biết dừng sao đây. Ok, giờ mình sẽ nhanh phải vào lề nha. Đó, các bạn sẽ buông cái chân ga ra, bỏ cái chân qua chân thắng và chúng ta điểm thắng từ 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 cho tới khi xe dừng hẳn luôn, thì các bạn bắt đầu đạp hết thắng vào luôn. Đó, tiếp theo công việc của chúng ta đó là về cái số B, đạp hết thắng về số B và kéo thắng tài. Xong, như vậy là chúng ta đã dừng xe an toàn rồi đấy. Một cái rất là quan trọng mà mình phải lưu ý với tất cả các bạn khi mà lái xe số tự động, đó là cái chân của chúng ta đặt như thế nào. Đây, mình sẽ lưu ý cho các bạn, đó là cái chân chúng ta lúc nào cũng phải để bên thắng như thế này. Khi mà sử dụng ga thì các bạn chỉ cần xoay qua một bên như thế này, các bạn điểm ga vào thôi. Đó, và trong những cái trường hợp không sử dụng ga, hoặc chuẩn bị dừng lại, hoặc chuẩn bị có tình huống cái gì đấy, thì các bạn bắt buộc phải đưa cái chân về cái chân thắng cho mình. Đó, vì khi các bạn đưa vào chân thắng như thế này thì xe vẫn còn chớn. Trong những cái trường hợp mà cần thắng gấp ấy, thì các bạn chỉ cần điểm thắng thôi. Đó, những cái trường hợp mà các bạn khi mà không sử dụng ga nữa mà vẫn còn để bên chân ga thế này, từ những cái tình huống mà gọi là nguy hiểm ấy, thường những cái bạn mà không xử lý kịp thì các bạn sẽ điểm ga luôn. Đó, tức là những cái trường hợp đó thì xe nó sẽ trôi luôn các bạn. Và các bạn biết thì hậu quả nó sẽ như thế nào rồi đấy. Nên là mình khuyến khích các bạn, và các bạn nên tập cho mình luôn, đó là cái chân lúc nào cũng phải để bên thắng như thế này. Và khi điểm ga thì các bạn chỉ cần xoay qua bên này giúp mình thôi. À, và những trường hợp nào khi các bạn không sử dụng ga thì các bạn đưa về chân thắng cho mình như thế này. Chỉ cần điểm thắng nhẹ 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 như thế này thôi. Đó, là chúng ta qua những tình huống nguy hiểm mà chúng ta sẽ tiếp tục điểm ga và đi tiếp thôi các bạn. Ok, thì đó là sơ qua cái màn hướng dẫn của mình về cách lái xe số tự động cho các bạn rồi đấy. Thì các bạn nào còn những thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới mình biết. Nếu mà còn những cái kinh nghiệm gì nữa, mình sẽ làm cho các bạn những cái video sau. Cho các bạn những cái câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ comment phía dưới mình biết nha. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah, bây giờ mình về thôi. Về nhà thôi, về nhà thôi. Ok, vô số đi, hạ thắng tay, vô, let's go. Nhanh trái ra nha các bạn.